Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và trên tay quảng cáo bây giờ đang là hộp của chiếc Life Unite, một chiếc smartphone giá rẻ đến từ một nhà sản xuất Việt Nam là Movistar. Thiết bị này tuy là giá rẻ nhưng mà được trang bị những tính năng dành riêng cho các tín đồ thích tự sướng. Ngay bây giờ thì hãy cùng mở hộp thiết bị này, không dài dòng thêm nữa và chúng ta hãy chính thức bắt đầu ngay bây giờ. Đây là hộp của chiếc Movistar Life Unite. Trước khi mở hộp thì mình sẽ giới thiệu một chút về cái ngoại hình của nó. Chúng ta sẽ có hình ảnh sản phẩm ở ngay mặt trước, Movistar cũng như là tên sản phẩm Life Unite. Ở đây thì có rất là nhiều ngôi sao. Một cái nét đặc trưng của các hộp của Movistar luôn luôn có một ngôi sao xuất hiện. Ở các cạnh còn lại thì chúng ta sẽ có tên của máy cũng như là tên của hãng sản xuất một lần nữa xuất hiện ở đây, cũng như là những điểm nổi bật trên cái phần cấu hình. Lát nữa mình sẽ có một khoảng riêng để nói về cấu hình của máy, các bạn yên tâm. Mặt lưng thì chúng ta sẽ có các phiên bản màu, nó sẽ có màu vàng, đen cũng như là vàng hồng. Sau khi nói về hộp của máy thì mình sẽ mở hộp ra và giới thiệu bên trong nó có gì. Ngay khi mở hộp thì chúng ta sẽ có ngay con máy Life Unite. Mình sẽ đặt nó ở đây. Các phụ kiện đi kèm sẽ bao gồm những gì? Chúng ta sẽ có một cái dây micro USB. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một tai nghe đi kèm. Và cuối cùng thì sẽ là một cái dock sạc. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sách hướng dẫn sử dụng. Mình sẽ có hướng dẫn an toàn khi sử dụng điện thoại của Movistar, cũng như là giới thiệu về phần mềm của nó, cũng như là cách sử dụng. Có rất là nhiều ở đây và hoàn toàn là tiếng Việt, thương hiệu Việt mà. Có một cái phụ kiện khác nữa mà mình lưu ý đến bạn thì đây là cái lẫy để có thể lấy được cái phần ốp lưng của máy ra. Bởi vì cái phần ốp lưng có thể thay thế được nhưng mà nó sẽ được gắn rất là chắc. Và phải có cái này cũng như là một vài cái thao tác thì mới các bạn có thể thay đổi được cái ốp lưng của nó. Đây là tất cả những gì có bên trong hộp của chiếc Movistar Life Unite. Bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chiếc Movistar Life Unite. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một chút về cái thiết bị này. Mặt trước thì chúng ta sẽ có một lớp siêu và nó sẽ liệt kê những điểm mạnh trên cái thiết bị này. Điển hình như là camera 13 megapixel và camera trước 80 megapixel. Màn hình 5 inch nhưng mà lại là tấm nền AMOLED. RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB cũng như là hỗ trợ mạng kết nối 4G. Phiên bản mình đang cầm là phiên bản màu vàng. Và mình sẽ tháo cái lớp siêu ở đây cũng như là kích hoạt cái thiết bị lên và giới thiệu đến các bạn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái phần thiết kế của nó. Chúng ta sẽ có một cái phần loa thoại bên trên, một cái camera trước cũng như là cảm biến. Các bạn sẽ được trang bị thêm một đèn flash LED hỗ trợ chụp ảnh selfie. Chúng ta sẽ có một cái màn hình 5 inch ngay bên dưới và độ phân giải là HD 720p. Qua bên phần cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ có một cái nút gạt, và đây sẽ là cái nút để kích hoạt nhanh camera trước, cũng như là phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng. Bên cạnh trái thì sẽ không có gì cả. Ở phần đỉnh máy thì sẽ là jack tai nghe 3.5 cũng như là cổng sạc micro USB. Phần đáy máy thì chúng ta chỉ có duy nhất một mic đàm thoại. Phần mặt lưng của chiếc Life Unite thì mình đánh giá khá là tốt, bởi vì nó sẽ mang lại một cái góc nhìn khá là đẹp. Mình sẽ có cái logo Movistar ở gần như là trọng tâm của máy. Bên dưới thì sẽ là Life Unite cũng như là cái phần loa ngoài thì được làm ở bên dưới, với 5 lỗ được thiết kế khá đẹp và đều. Ở trên thì sẽ là camera 13 megapixel cũng như đèn flash LED trợ sáng. Nói về điểm nhấn trên cái nét trang trí của phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có cái đường tròn đồng tâm, và trọng tâm của nó thì ngay giữa logo Movistar. Khi các bạn thay đổi cái góc nhìn thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng rất là bắt mắt. Bên cạnh đó thì mình sẽ có một cái lẫy để có thể gỡ được cái phần mặt lưng của nó ra và thay bằng một cái ốp lưng khác. Tuy nhiên thì cái phần ốp lưng này thì gắn rất là khít vào cái phần thân máy, và chúng ta phải có một vài cái sự hỗ trợ để có thể tháo được nó ra. Và như các bạn cũng đã thấy thì cáo phải nhờ đến một cái phụ kiện để có thể tháo được ốp lưng ra, và nó sẽ được gắn bằng rất là nhiều ngàm và rất là chắc chắn. Ở phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có pin và vị trí đặt hai sim, ở đây là khay thẻ nhớ. Về cấu hình phần cứng thì chúng ta sẽ có một màn hình 5 inch với độ phân giải HD 720, sử dụng tấm nền AMOLED. Máy sử dụng chiếc xử lý MediaTek 6737 cùng RAM 2GB. Máy có bộ nhớ trong là 16GB và hỗ trợ mở rộng với thẻ nhớ thêm 32GB. Dung lượng pin trên máy sẽ là 2500mAh. Máy sẽ có camera chính 13MP và camera trước là 8MP. Thiết bị sẽ chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 6.0 với bộ phần mềm do Movistar tùy biến. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái điểm nhấn trên chiếc Life Unite này là gì. Ở bên phần cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ có một cái nút gạt, và khi mà các bạn gạt cái phím này xuống thì ngay lập tức camera trước của máy sẽ được kích hoạt. Ở đây thì mình sẽ demo thử cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ gạt cái phím này xuống, và như các bạn cũng thấy thì cái camera trước của máy đã được kích hoạt. Và chúng ta để ý thì ở đây sẽ có một cái phím tên là S20, có nghĩa là chức năng selfie 20, để giúp các bạn có thể chụp được ảnh đẹp như tuổi 20 của mình. Mình sẽ click vào đây. Và ở đây thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta các chế độ chèn thêm màu, hiệu ứng, cũng như là đây thì mình sẽ có healthy nè, rất là nhiều beauty chẳng hạn. Và đây là ảnh gốc rất xấu. Và ở đây thì mình sẽ nhấp chụp. Ảnh thì đã được chụp và chúng ta có thể làm thêm đẹp, mịn da,
cũng như là chèn thêm các hiệu ứng thêm cho nó. Rồi, như các bạn cũng đã thấy thì đây chỉ là một chiếc smartphone giá rẻ, tuy nhiên thì nó được trang bị cái phím gạt tiện dụng để các bạn có thể chụp ảnh selfie rất là tiện lợi, cũng như là chức năng S20 để các bạn có thể chèn thêm các màu sắc trên bức ảnh của mình. Có một điểm mà mình cảm thấy khá đáng tiếc trên thiết bị này, đó chính là cái phần mặt trước của chúng ta. Bên dưới sẽ có một cái khoảng trống khá là lớn và Movistar không đặt gì trên cái phần khoảng trống này. Bù lại thì họ lại đặt 3 phím điều hướng lên cái phần màn hình ở bên trên, làm mất một phần cái diện tích sử dụng của người dùng. Dù chỉ là một thiết bị tưởng chừng như chỉ tập trung cho nữ giới, nhưng Light Unit cũng được giới thiệu với nhiều màu sắc phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Cụ thể hơn thì máy sẽ có 3 màu với vàng, vàng hồng và xanh đen. Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, Unit sẽ có mặt trên các kệ hàng của Thế Giới Di Động. Và đó là tất cả những nội dung trong video hôm nay. Mình sẽ có thêm những video chi tiết hơn về thiết bị này trong tương lai gần. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube để nhận thêm những video mới nhất từ tụi mình. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại.